ta sẽ làm cho con nên ánh sáng của các dân tộc. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, kính thưa quý khách và kính thưa bà con tôn giáo bạn, lúc đầu lễ cha chủ tế cũng là cha xứ của giáo xứ Việt Yên nói rằng Việt Yên là chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, chưa có bao giờ đông các cha như hôm nay, và hôm nay thì chưa có bao giờ chật như hôm nay. Trong nhà ngoài sân đều chật cứng người. Phải chăng đây là niềm vui lan tỏa không chỉ Việt Yên mà từ các giáo xứ lân cận cùng với đồng bào miền Bắc, miền Nam, thường dân, cán bộ, lương dân và giáo dân cùng tụ họp nơi đây để chung vui với Việt Yên. Do vậy nên là trong cái bầu không khí này có người đã làm tức thơ, gọi là tức thơ đấy, thấy nó vậy nên bây là nghĩ ra câu thơ thôi chứ không chuẩn bị từ trước. Họ nói thế này: hôm nay giáo xứ Việt Yên người người phấn khởi viết thêm sử vàng. Viết thêm sử vàng ấy chứ không đơn giản đâu. Tạ ơn Thiên Chúa cao trang, trăm năm giáo xứ vẻ vang từng ngày. Ông chủ tịch hội đồng lúc nãy nói là chưa đến trăm năm, nhưng chẵn trăm năm đấy, 1922 mà cho đến 2022 là chẵn 100 năm. Cha xứ mừng lễ quan thầy, thánh đường mới mẻ đông đầy yêu thương. Rất đẹp, thánh đường rất đẹp, rất đường nét và rất gọn gàng. Bốn cha cùng lớp tạ ơn, tạo nên bầu khí hân hoan tương mừng, nên xin chúc mừng vị điên và mọi người có mặt ở đây. Bầu khí hôm nay thật giống bầu khí ngày Thánh Gioan Tẩy Giả chào đời. Gia đình ông Zakaria và bà Elizabeth tràn ngập niềm vui. Không vui sao được khi hai vợ chồng nghèo già rồi mà mới có con, mà lại con trai nó mới sướng chứ. Rồi các ông sướng con trai lắm, các bạn sướng con trai cơ. Già rồi mà mới có con, đứa con cầu tự lại được đứa con trai, sướng ơi là sướng. Rồi trong cái ngày này nó lại có nhiều điều kỳ diệu nó xảy ra. Hai ông bà không ai bảo ai cùng đặt tên cho con là Gioan, một cái tên lạ hoắc không có trong họ hàng của cả hai ông bà. Và tên của Gioan, quý vị quý cụ bà và anh chị em nhìn ở cái trên màn hình ấy, tên của cháu là Gioan. Vậy tên Gioan có nghĩa là gì? Đây, nhớ hộ tôi, tên Gioan có nghĩa là gì? Tên Gioan có nghĩa là Thiên Chúa Thi Ân. Hai ông bà này đạo đức à? Đặt tên là mang ý nghĩa đàng hoàng ấy, Thiên Chúa Thi Ân. Thế rồi, ông bố là Zakaria bị câm không nói được. Từ lúc mà thiên thần truyền tin cho, báo tin là bà ấy thụ thai, ông bảo ui dồi ôi tôi thấp thó cửa lỗ, bà ấy thì tóm tém rồi, lấy đâu ra mà lại có con nữa. Không tin nên ông bị câm. Thì ngay lúc này ông ấy nói được. Ngay lúc này ông nói được, chả cần thuốc thang gì, chả chạy chữa gì. Thế nó mới lạ nhỉ. Chứng kiến những điều lạ lùng ấy, mọi người bảo nhau, quả thật bàn tay Thiên Chúa ở với cháu bé này. Bàn tay Thiên Chúa ở với cháu bé này. Thì hôm nay chứng kiến điều lạ lùng tại Việt Yên, người ta cũng nói quả thật bàn tay Thiên Chúa đang ở với cha xứ và bà con giáo xứ Việt Yên này. Nhìn lại quá trình hình thành và phát triển 100 năm của Việt Yên, qua những thành quả hiện tại, chúng ta không thể không tự hào về sự cộng tác với ơn Chúa, về đức tin và lòng mến của người dân nơi đây. Đồng thời thấy câu nói của các cụ ngày xưa không hề sai, đó là bố già bằng ba lần dậu. Bố già bằng ba lần dậu. Cha Gioan Baptista Đỗ Bá Dương tuy chưa cao tuổi, năm nay những là 60, ngoài 60 gì đấy, nhưng cũng đã được liệt vào hàng cha cố. Ông là cha cố của ba bốn ông cha cơ, ba ông cha ở đây cơ. Đây, ông cha Minh này, ông cha Hồ này, này một ông cha Luận nữa. Nó cố ba ông cha nên được liệt vào hàng bố lão và gọi là cha cố hay là bố già. Bố già bằng ba lần dậu, Việt Yên thật là sung sướng.
Nếu ở các giáo xứ khác, lớn khác, thì việc xây dựng hay đại tu nhà thờ, nhà xứ là chuyện nhỏ như cỏ non ăn cỏ. Nhỏ như thỏ non ăn cỏ. Thế ngay đâu đây Quỳnh Lang với Tân Mỹ mới làm này chuyện thưởng. Đông. Còn ở đây, Việt Yên trên sổ sách là 460 nhân danh. Theo thống kê chính thức của Tòa Giám mục Thái Bình, 460 nhân danh, kể cả hai họ Canh Nông và Nhâm Lang. Nhưng con số thực tế ở nhà chỉ có gần 200 thôi. Nhà xứ 130, còn hai họ Nhâm Lang kia mấy chục nữa, thành nhà 200. Chúng ta mới thấy là ở đây là cứ phải hai tay ba bếp quần trời cày cua là thế đấy. Thì việc đại tu nhà thờ là việc không nhỏ. Điều này cho thấy bàn tay Thiên Chúa đang ở cùng cha xứ và giáo xứ Việt Yên. Với nhiệt huyết của một Gioan Tẩy Giả Đỗ Bá Dương. Gioan Tẩy Giả nhiệt huyết lắm. Tinh thần của ông là tinh thần Elia. Sốt mến lắm. Nóng nảy lắm. Vớ vẩn ông quang chứ không đâu. Tinh thần của Gioan. Cùng với đức tin, lòng mến và sự nhiệt thành của bà con giáo dân, nên chưa đầy 9 tháng, tức là từ ngày mùng 1 tháng 11 năm 2021 đến tháng 6 hay tháng 7 này, chúng ta bây giờ đang tháng 6, thì việc đại tu ngôi nhà thờ đã hoàn thành tốt đẹp. Đây là niềm vui không chỉ của cha xứ và bà con giáo dân Việt Yên, mà còn của toàn thể cán bộ và nhân dân xã Điệp Nông nữa. Vì công trình này vừa mang tính tôn giáo nhưng cũng mang tính văn hóa, làm đẹp cho cả giáo hội và xã hội. Từ lâu nay nhà thờ và tiếng chuông đi vào văn hóa Việt, nên nhạc sĩ Văn Cao đã sáng tác bài Làng Tôi Xanh Bóng Tre. Từng tiếng chuông ban chiều, tiếng chuông nhà thờ rung. Nó sướng lắm à. Nghe buổi chiều nghe tiếng chuông nhà thờ, cả làng xóm nó thanh bình. Rất tuyệt vời. Mỗi lần, mỗi khi đi qua cầu La Tiến hay tàu thuyền qua lại dòng sông Luộc, mọi người lại nhìn thấy một ngôi nhà thờ xinh xắn nhưng không kém phần hiện đại, chắc chắn với đường nếp rất tuyệt vời. Với ngọn tháp cao vút 35m như ngón tay chỉ lên bầu trời, hướng nhắc mọi người hướng thượng, hướng lòng lên trời để sống cao thượng và cầu xin ơn bình an cho quê hương đất nước, cho người người đoàn kết yêu thương, xây dựng quê hương Việt Yên Điệp Nông giàu đẹp và văn minh. Hay đấy, cái tháp ấy như ngón tay trỏ lên bầu trời, hướng mọi người hướng thượng, nên sông Luộc tàu bè đi lại, đi qua Tiến này, mọi người đều thấy cái điều đó và nhắc mọi người. Nên nhà thờ nó không đơn giản chỉ là nơi thờ phượng, mà còn là nơi nhắc nhở mọi người hướng thượng, sống tốt hơn cơ. Ngọn tháp cao như ngón tay trỏ lên bầu trời giúp mọi người hướng thượng, thì Thánh Gioan Tẩy Giả, người dọn đường cho Chúa, chỉ cho con người biết đường đến với Chúa, cho cha ông trở về với con cháu. Ngài là người đầu tiên đã chỉ cho một người biết đây chiên Thiên Chúa. Ông chỉ vào Chúa Giêsu nhá. Ông là người đầu tiên, ông chỉ Chúa Giêsu, đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Người đầu tiên phát hiện ra điều đó quan trọng lắm, nên là mừng sinh nhật của ông ấy chứ. Chứ mấy người các thánh mấy ai sinh nhật đâu. Chúng ta chỉ có ba sinh nhật nha. Sinh nhật Chúa Giêsu, sinh nhật Đức Mẹ và sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Có ba sinh nhật đó thôi. Còn các thánh khác chưa được. Đấy. Hôm nay cha Gioan Baptista Đỗ Bá Dương cũng có nhã ý cho bốn anh em chúng tôi cùng mừng 26 năm ngày chịu chức linh mục. Lý do ngài nói lúc đầu lễ rồi, do Covid người tổ chức được, người không tổ chức được. Riêng tôi không có xứ nên chẳng tổ chức gì. Cũng may mắn hôm nay ngài cho tổ chức ở đây để nhớ lại kỳ công của Chúa, những điều Chúa làm cho chúng tôi. Điều này làm cho chúng tôi nhớ lại những ngày xưa tháng cũ để hoài niệm mọi công trình tay Chúa làm nên. Thánh Gioan Tẩy Giả giới thiệu cho Chúa Giêsu bốn môn đệ đầu tiên. Bốn môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu là do ông Gioan ông giới thiệu đấy chứ. Thì bốn anh em linh mục chúng tôi là cha tổng đại diện Francisco Assisi, cha Phêrô chánh xứ Quỳnh Lang, cha Gioan Baptista chánh xứ Việt Yên, và tôi là những hoa trái chính thức đầu tiên của đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang từ khi ngài về coi sóc giáo phận Thái Bình. Thì anh em chúng tôi là hoa trái đầu tiên, bốn cây
bông hoa, bốn cái trái ngọt đầu tiên mà Chúa tặng ban cho giáo phận qua bàn tay Đức Cha. Tham dự thánh lễ tạ ơn hôm nay, xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ, như cha chủ tế nói đầu lễ, quý cụ ông bà và anh chị em cầu nguyện cho bốn anh em chúng tôi luôn có lửa nhiệt huyết như Thánh Gioan Bautista để giới thiệu Chúa cho người khác và dẫn đưa người khác đến với Chúa, đồng thời luôn phải tân trang lại nhà thờ tâm hồn mình. Nhà thờ tâm hồn luôn luôn phải tân trang, kể cả các cha cũng phải tân trang, làm cho Chúa lớn lên và cho mình nhỏ đi, không những để xứng đáng là đền thờ Chúa ngự, mà còn đi xây, đi sửa những ngôi đền thờ khác di động, những ngôi nhà thờ di động là tâm hồn của mỗi người chúng ta. Trong bốn anh em chúng tôi, chỉ có tôi là xây được ít nhà thờ nhất. Tôi xây ít nhà thờ nhất. Tôi mới xây được mỗi cái nhà thờ dở dang là nhà thờ giáo họ An Khang thuộc giáo xứ Văn Lăng. Xây chưa xong thì đã phải đổi đi rồi, nên là chưa được một cái nhà thờ. Ngược lại, cha tổng đại diện, cha xứ Quỳnh Lang, cha xứ Việt Yên đã xây rất nhiều nhà thờ mà toàn nhà thờ to đẹp đây. Quý cụ ông bà và anh chị em biết, nhà thờ là biểu tượng của tình yêu và sự hiệp nhất. Xây nhà thờ là xây tình hiệp nhất yêu thương. Và xin kể câu chuyện minh họa sau đây. Ở chân núi Alper bên đất nước Thụy Sĩ, sau này quý cụ ông bà và anh chị em, nhất là mấy người Vĩnh Trà có nhiều tiền đi du lịch bên đấy, là điều thằng đấy là thoải mái đấy, biết được nhà thờ Alper dưới Alper ở bên Thụy Sĩ. Có một cái nhà thờ nhỏ nhỏ xinh xinh, gần giống nhà thờ Việt Yên, nhưng khách du lịch đến thăm rất đông. Sở dĩ mọi người đến đây rất đông là vì sự tích rất đẹp của nhà thờ. Số nhà, số là nhà kia có hai anh em trai, bố mẹ mất sớm, người anh đã có gia đình, tức là có vợ và hai con, còn chú em thì chưa có mảnh tình vắt vai, tức là vẫn còn lính phòng không. Cha mẹ mất để lại cho hai anh em 5 sào ruộng. Hai anh em cấy chung nhau và thỏa thuận đến mùa gặt là cứ chia đôi, nếu được 1 tấn thì anh 5 tạ và em 5 tạ. Vụ mùa năm ấy không được mùa lắm, nhưng theo thỏa thuận là cứ vẫn chia đôi, được mùa mất mùa vẫn cứ chia đôi. Đêm về, người anh suy nghĩ, mình đã có gia đình, có vợ con đàng hoàng, còn chú ấy chưa có lấy tí tình vắt vai, vẫn lính phòng không. Thế là anh ta bàn với vợ, và chị vợ cũng nhất trí để giúp cho ông chú, phải giúp chú có tí vốn để lấy vợ và lập nghiệp. Con gái ngày nay yêu thương cũng tính toán lắm, không có tiền, không có địa vị thì đẹp trai vẫn hoàn ế mà thôi. Tiêu chí của họ là nhà mặt phố bố làm to. Nhưng mà nhà mặt phố bố làm to có giàu cái viên thua. Người em về cũng bắt tay lên trán suy nghĩ, mình có một mình, sức dài vai rộng, vậy mà cũng nhận một nửa số thóc, trong khi nhà anh chị những 4 miệng ăn lại còn lo nào tiền học, tiền sữa, tiền bỉm, tiền điện, tiền nước, đủ các thứ tiền. Không có bà cứ về xem lúc nào cũng tiền suốt ngày. Vậy thì bất công quá, mình phải giúp anh chị một tay. Mình có mỗi mình, anh chị 4 người cơ mà đủ thứ chi tiêu. Vậy là cứ đêm đêm người anh lại xúc thóc ở cốt nhà mình đổ sang cốt của chú em, cứ lấy thúng xúc đổ cốt chú em. Chú em cũng lại xúc thóc của mình đổ sang cốt của ông anh để giúp ông anh. 10 ngày sau, chú em ngạc nhiên tự hỏi, lạ nhỉ, mình đã xúc thóc bổ vào cốt của ông anh mà xóc thóc mình vẫn còn đầy nguyên làm đó, không thấy vơi đi. Vợ chồng ông anh cũng bảo nhau, quái lạ, sao cốt thóc nhà mình vẫn đầy thế nhỉ. Thế là một đêm trời mưa giông tối mịt, như thói quen, ông anh đội thóc sang nhà chú em và chú em cũng đội thóc sang nhà ông anh. Trời tối, đến giữa đường, hai anh em vào cái xịt cái vào nhau. Giật mình, nghe anh hỏi, ê, chú đội thóc đi đâu đấy? Ông em, dạ, em đội thóc đang đổ cốt nhà anh. Thế anh đi đâu đấy? Anh đội thóc đâu đấy? Anh cũng mang thóc sang nhà chú.
đồ răm cót của chú. Vợ chồng anh giúp chú một tay để sớm có vợ con yên bề gia thất. Hai anh em bỏ thúng thóc xuống và ôm nhau khóc. Để kỷ niệm hành động đẹp đẽ này, người ta đã cho xây tại đó ngôi nhà thờ, và nhà thờ trở thành biểu tượng của tình yêu và sự hiệp nhất. Ước mong nhà thờ Việt Yên cũng là biểu tiện, cũng là biểu tượng của tình yêu và sự hiệp nhất, để những ai qua lại con sông Luộc, qua cầu La Tiến đều chiêm ngưỡng không những vẻ đẹp của nhà thờ, nhưng còn nghĩ về những con người Việt Yên giàu tình yêu thương nhân ái, đoàn kết hiệp nhất. Và được như lời Chúa phán trong bài đọc một hôm nay: ta sẽ làm cho con trở thành ánh sáng muôn dân. Và Việt Yên có nghĩa là đất nước bình yên của người Việt. Bình yên theo cách thức của người Việt, bình yên theo truyền thống của người Việt. Lá lành đùm lá rách, bầu ơi thương lấy bi cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Và sống như thế, Việt Yên sẽ trở nên ánh sáng cho muôn dân, như lời cầu chúc mà Chúa đã chúc lành cho cậu bé Gioan thuở xưa. Mong được như vậy. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng tuyên xưng đức tin.